Dù chỉ đảm nhận vai phụ trong phim The Idol nhưng Jennie lại trở thành tâm điểm của truyền thông cũng như chỉ trích từ một bộ phận khán giả. Ngay từ khi xác nhận tham gia bộ phim The Idol, Jennie đã làm bùng nổ truyền thông quốc tế, lần đầu tiên thử sức với diễn xuất nữ thần tượng được kết hợp cùng các ngôi sao âm nhạc như The Weeknd, Choi Sivan. Trong phim thì Jennie là một vũ công, bạn của nhân vật chính Jocelyn do Lily Rollins thủ vai. Cô khiến người hâm mộ bất ngờ với vũ đạo và biểu cảm khiêu gợi. Không chỉ vậy, lời thoại cùng những cảnh quay được đánh giá có phần phản cảm đã khiến bộ phim bị chỉ trích nặng nề. Giữa làn sóng tẩy chay The Idol, Jennie trở thành chủ đề bàn tán trên các nền tảng mạng xã hội. Đặc biệt thì đoạn video vũ đạo của nữ thần tượng cũng được lan truyền mạnh mẽ với hàng loạt bình luận tiêu cực. The Idol không mang lại hiệu quả tích cực cũng không góp phần nâng tầm tầm vóc của Jennie. Ngược lại, nữ thần tượng xuất hiện như một bình hoa di động, chìm đắm trong ăn chơi và nhảy nhót. The Idol được nhận xét là không mang lại giá trị nghệ thuật khi nội dung khá rời rạc, diễn xuất hời hợt. Nhưng trên cương vị nhà sản xuất, nam ca sĩ The Weeknd lại không chịu ảnh hưởng nhiều từ sản phẩm mà mình tạo ra. Hiện tại, người mang lại giá trị thương hiệu và hình ảnh cho The Idol là Jennie. Dù bị công chúng tẩy chay nhưng người hâm mộ Blackpink vẫn theo dõi và ủng hộ tác phẩm đầu tay của Jennie. Hiệu ứng Jennie mang lại giá trị thương hiệu lớn cho bộ phim The Idol. Điều này khiến công chúng đặt ra nhiều nghi vấn cho rằng The Weeknd mời thành viên Blackpink tham dự nhằm lôi kéo sự quan tâm của người hâm mộ nhóm nhạc toàn cầu. Trên mạng xã hội thì nhiều khán giả để lại bình luận bày tỏ quan điểm về chuyện Jennie góp mặt trong phim The Idol. Nhiều người cho rằng The Weeknd muốn sử dụng danh tiếng của Jennie để quảng bá tác phẩm của mình. Trước những chỉ trích của người hâm mộ, công ty chủ quản của Blackpink đã lên tiếng làm rõ. YG khẳng định không can thiệp vào lựa chọn của nữ nghệ sĩ. Jennie là người trực tiếp làm việc với nhà sản xuất của The Idol. Chắc chắn thì trong thời gian tới, nhà làm phim sẽ không lãng phí cơ hội để khai thác hình ảnh của Jennie. Truyền thông đồng loạt đưa tin Jennie sẽ tham gia loạt phim sắp tới của Marvel mang tên là Kingdom War: New Agent of Atlas. Cụ thể, cô nàng được mời đóng vai Luna Snow hay còn được gọi là Selgi. Đây được mong chờ sẽ là dự án lấy lại danh tiếng cho Jennie sau cú ngã ngựa The Idol. Tuy nhiên, đáng tiếc rằng vào ngày 12 tháng 6, YG đã phủ nhận tin đồn và nói thêm, không có lời đề nghị vai diễn nào như vậy, khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng. Về phía Marvel thì MCU đã khẳng định chính YG đã từ chối lời đề nghị hợp tác béo bở này dành cho Jennie. Theo thông tin được chia sẻ, Jennie và Marvel đã trong quá trình tiếp xúc từ tháng 9 năm 2021, vẫn tưởng hai bên sẽ có một kết thúc đẹp nhưng dường như YG đang tỏ ra thận trọng hơn trong những hoạt động của Jennie. Động thái của YG hiện đang khiến cư dân mạng không khỏi khó hiểu. Nhiều người cảm thấy công ty này đang bích cửa diễn viên của Jennie, số khác lại cho rằng công ty chủ quản chỉ đang nỗ lực để giúp Jennie xử lý khủng hoảng truyền thông sau cú sốc giữa idol mà thôi. Chúng mình là Top Sao Hàn, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất và hot nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.